phát hiện bản gốc của bài nhạc bởi nhà soạn nhạc lừng danh Mozart, tin từ Budapest. Người đứng đầu về sưu tập nhạc của Thư viện Quốc gia Hùng Gia Lợi là Balázs Mikulczy đã tìm thấy 4 trang của tác phẩm dương cầm Tông La Trưởng K331, một trong những bài nhạc nổi tiếng của Wolfgang Amadeus Mozart. Chúng đã nằm trong thư mục của những bản nhạc không xác định được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia ở thủ đô Budapest của Hùng Gia Lợi. Mikulczy đã nhanh chóng kiểm tra phát hiện của mình với các chuyên gia về Mozart trên khắp thế giới và họ xác nhận là tính xác thực của sự phát hiện này. Người ta tin rằng bản nhạc này được sáng tác vào năm 1783 và giống như hầu hết các tác phẩm của Mozart, nó đã được sao chép, bản gốc của nó được cho là đã bị mất, chỉ còn một trang bảo quản tại Salzburg, Áo Quốc, nơi mà Mozart sinh ra. Làm thế nào mà 4 trang nhạc này lại lọt vào bộ sưu tập của thư viện đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Mozart chưa đến thăm Hùng Gia Lợi bao giờ, nhưng nhiều quý tộc người Hùng Gia Lợi đã dành nhiều thời gian ở Vienna, trong đó có bá tước Friedrich Schicchini, người sáng lập thư viện này vào năm 1802. Mikulczy cho biết là có một số điểm khác biệt giữa bản nhạc gốc và các bản sao được sử dụng để biểu diễn, do đó thì các trang nhạc này sẽ cung cấp nhiều điều quan trọng cho các cuộc tranh luận của các học giả nghiên cứu về Mozart trên toàn thế giới. Vào ngày Chủ nhật thì Mikulczy sẽ giới thiệu một phần của bản gốc tại Salzburg cho cộng đồng học giả Mozart. Sau đó thì sẽ được mang trở lại Budapest và trưng bày ở thư viện cho công chúng xem trong một vài tháng.